nên tìm tìm bạn này không khó, thì Ờ. hai đứa có bạn chung. Ừ. Có bạn chung thì em inbox thử, inbox thì bạn ấy cũng rep, em cũng ngạc Inbox nhiên. thiệt chứ thử gì? Thử thôi. Thử gì? Nhớ là em nói gì trong đó? Em inbox và em nói gì? Thì em chỉ nói là hôm nay em có đi coi, lúc ấy xưng chị em có đi coi xem kịch chị diễn, thì em thấy chị vai diễn chị hay rồi, đó kiểu vậy đó anh. Ừ. Nhưng mà thường mấy cái tin nhắn nó vô tin nhắn chờ, Đúng. mà ít khi nào nghệ sĩ họ check lắm. Như Dạ. anh, nhiều khi anh gửi tin nhắn mà họ cả năm trời họ còn không check, đúng không? Thì Dạ. sao em lúc đó em có trả lời liền không? Bạn có trả lời liền không? Bạn đấy trả lời sau ngày hôm sau rồi. Ngày hôm Sao sau em thì cũng nôn nao quá ha, em có hay check tin nhắn chờ lắm hả? lúc đó đang bán hàng online Vậy hả, em bán cái gì nên là online? lúc hồi tức là đó em có bán ngũ cốc nè, rồi bán tinh bột nghệ, rồi có bán kem nữa thì em phải luôn luôn check nhắn, tại vì coi coi có ai người ta đặt hàng mình không, rồi thường xuyên thì em mới thấy tin nhắn của bạn Thực ra cái câu trả lời này nó cũng giúp mình đỡ quê hơn, chứ chả nhẽ là thấy trai đẹp mình nhắn tin thì nó cũng Đúng, kỳ, nó cứ đâu quê anh. có Nó cũng rõ. quê. Em có vô coi avatar của bạn không? Có, em Có vào luôn em coi đó. em lướt rất là Dạ nhiều, vâng. em phải lướt với anh, em phải coi cái cấu hình đồ này nọ, coi ngoại hình sao, Nhiều với khi lại avatar giả làm sao? đúng rồi cái em mới thấy là ủa cái gì, là mới vừa coi cái vỏ quỷ sống của mình, cái xong rồi em vô coi ý thấy Sao biết mới coi? Anh úp cái ảnh trên vâng, status đúng không? có nghĩa là nói là hôm nay mới vừa đi coi cái kịch, là qua ngày hôm sau em chắc là em biết là xuất diễn ngày hôm qua đó, cái xong rồi em mới ồ thấy cũng đẹp, thấy đẹp nha, chỉnh chu, thấy cũng ngon lành, thấy giao diện ổn đó, nhưng mà không biết gặp ở ngoài làm sao, cái xong rồi em mới trả lời em cảm ơn vậy đó, xong rồi mới bảo là bắt đầu bạn mới nhắn là ngoài Bắc vào, xong rồi mới cũng mới biết là ở đây có kịch như vậy, cái em mới nói ôi vậy thì cái suất tiếp theo của đi coi thì em mới mời, em mời đi coi tại thấy giao diện ok. Mà em thì lúc em gặp thì cái giao diện em bị lừa, cái là vỏ iPhone mà chạy phần mềm Android đấy. Trời đất ơi, Trời không ơi, phải. trời ơi, Cái lúc đấy anh phải đồng ý với em là Lan anh chỉ thấy đẹp không? khi mà make up trên sân khấu thôi, còn Anh ra bên ngoài thì lúc đấy Lan không có gu về thời trang, không có gu về make up. không, nhiều khi là do cái trang phục trên sân khấu này nọ nó yêu cầu vào cái vai diễn đó, Dạ đúng, nhưng mà đúng không? có make up, có đèn vào, mọi thứ nó đẹp một Khác cách liền. nó bị lệch quá, nó bị Anh phải rộ. công nhận là Lan rất là ăn sân khấu, lên một cái là nó sáng bừng vậy đó, chứ Dạ. còn bình thường thì anh chưa biết. Có em Có biết thôi chứ anh được. nãy giờ mấy anh đồ chỉnh đèn cho em dữ lắm, chỉnh Chị, mấy góc cho em thiệt. luôn. Cái góc bên này đẹp hay không? Thế thì Dạ. lúc mà gặp ở ngoài đời, nhưng mà lúc mà Lan lúc đó là vẫn xưng chị em đúng không? Thế Dạ là vâng. chị Lan mời em Đạt đi coi kịch, Dạ. là mình có vui không, có kiểu mở cờ trong bụng? Trời ơi, xin nghỉ làm chị hôm đó đi coi luôn chứ bộ. Bà mời bao giờ em đi làm, em bắt buộc phải xin nghỉ. Tại Nhưng mà vì giấu nếu mà không em. không không nghỉ thì không đi coi được. Như sao bữa trước? Bữa trước là vô cái ca nghỉ của mình mới coi Dạ được. vâng. Em hỏi là có bận hay không, ý là coi không được em rảnh, trời ơi ý là vô tình là cái ngày hôm nay rảnh, nhưng mà sau này em mới biết là thì ra xin nghỉ làm để đi coi, là cũng Có dạy lòng, gái, có lòng. dạy gái. Rất happy từ Dạ. một cô gái xinh đẹp mà lại là cái người mình chú ý nữa, mà bây giờ mở lời. Anh theo anh á, thật sự là anh thấy ở cái câu chuyện này cả hai đều dạy như nhau. Anh nâng tụi em Cái người mới đầu tiên vô inbox mà em đang bán hàng online, chị cần lướt giao diện cái em mời đi ngay từ lần đầu tiên đi xem kịch mình cái vở thứ hai. Xin hỏi đây có phải là một cái quyết định quá nhanh hay không, em hiếu đúng khách không? thôi. Còn với em, người ta mời một cái là em cũng mở lòng mở cờ trong bụng, ô rất là hạnh phúc và xin nghỉ liền. Em có biết là cái việc đó là thất thoát về kinh tế của em hay không? Em nghỉ một cái ngày lương như vậy, mà cái ngày lương nhiều khi còn hơn cả một cái vé xem kịch nữa, Đúng đúng rồi không? anh, đúng rồi. Đó, rõ ràng cả hai đều dạy như nhau. Ok thôi thì ở đây cái câu chuyện là sau khi cái vở thứ hai coi là một cái vở khác đúng không, không phải là cái vở quỷ gì Vâng, đúng không ạ? vâng. Mà bà rất là tỉnh táo khi chỉ mời những cái vai mà bà diễn thực sự nó hay, những cái vai mà được đánh giá là vai hay nhất của mình thôi. Thì đúng Thì rồi, đúng, đúng diễn rồi. viên thường hay mời vậy. Chứ không lẽ mời vai hồi đó vô sân khấu có vai nhỏ vai lớn mà, không lẽ mình mời mấy vai nhỏ rồi coi mình diễn gì, Là đúng em không? lại thích nữa, cái vở này lại thích Dạ. nữa. Hai cái vai đó thực sự nó rất là hợp.